Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ làm về cây gậy Shadow Stack, gậy ốc chó. Vâng, tại sao mình lại gọi như thế? Tại vì khi mình cầm cây gậy này mình chơi ấy, nó rất là ức chế. Cái độ deadplay của nó phải gọi là đi vào lòng người rồi. Cái phạm vi chém của nó cũng rất là hẹp. Rồi, đấy, các bạn thấy nó chém lâu không ạ? Vâng, đã thế còn chém vào một chỗ nữa. Thả nó chém ngang hoặc chém dọc thì cái phạm vi nó sướng hơn nhiều. Rồi, tuy là khắm lọ nhưng mình sẽ cố gắng lấy top với lại cây này. Ê, thích không? Thích không? Ui, gạt của bố mày, thích ăn à. Đấy, đây người ta hay gọi là ăn cả tất. Ăn tất và ăn cả đất xung quanh. Thằng này đập một phát không chết này. Hư cấu. Một phát thứ hai thì chơi headshot luôn cho nó chất. Mày chém thường này cưng. Thấy bố mày còn 8 máu thì lao vào chém thường. Ok, clear team. Và chúng ta sẽ di chuyển sang khu vực khác để ăn đất. Ê, gì đấy? Cứ con ra để cho nó thể hiện đi. Mình đứng ngoài xem thôi. Thằng nào nó móc. Mày gậy grid này. Ôi trời. Ôi xong rồi, mắc cái thùng. Đậu xanh. Vâng, cây gậy này thì sắp đến cái map AI lâu lan của mộ thì nó sẽ ra cây này. Vâng, boss đầu tiên ý. À đù lại cái thằng này. Mày ăn bố mày lúc nãy rồi nhá. Này thì lao vào này, con lợn này. Thích lao vào lắm à. Đấy lại hứng chó. Hứng chó lao lên này. Ui, căng ấy nhở. Không nên nhiều sẻng thế. Tính nói sẻng VIP cơ. Nhưng bên này chưa có. Rồi thanh niên vẫn nhìn. Rất nhiều anh em hay đứng lại nhìn cây gậy này. Tại vì chưa thấy bao giờ. Vâng, khi mà la vào thông đít nhau thì phải xem nó cầm cái gì đã. Đấy. Thanh niên thấy cây gậy mới. Vâng, đứng nhìn. Thôi đứng nhìn đi. Úi trời, kinh. Gát. Vâng, búa sắt đập hai phát mà. Mình quên. Ôi gà này, trời ơi, ó ó. Tiếp tục chúng ta sẽ được nghe những cái cụm từ ó ó rất là man rợ. Á à, mày lại ô xin ông này nữa rồi. À đủ, bình tĩnh. Ôi xàm ấy nhờ, what the fuck. Một quả chết mắc xàm. Ê, Kuri băng. Rồi, sao có một thằng này. Bên người ta 15 mạng rồi, chắc là có khi lại đuổi không kịp. Anh em đâu, mới hết vào đây xem nào. Nhìn nó gần full mạng rồi kìa. Cây gậy này hơi bị khó đua top. Tại vì cái chém của nó deadplay quá lâu anh em ạ. Này thì một thằng này. Vâng, deadplay lâu nên rất khó giết người. Hai thằng này. Thằng tiếp theo. Bơi vào đây. Úi dồi ôi, bắt cái multi. Đây là điều dĩ nhiên rồi. Nó chém lâu cỡ này mà. Ý. Mình đi. Bình tĩnh, ôi cái phà này không chết. Ôi, double kill. Hai. À, yếu rồi. Chém thường thôi. Ai. Còn thằng nữa. Mày chém thường với bố mày này. Ok, 19 mạng. Và chúng ta sẽ cùng lấy cái mạng cuối. À đồ đứng im này. Hay lắm DM. Mày đứng im này. Chạy đâu. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục thêm một trận nữa nhá. Hello NST. Rồi hết giờ mới hello. Cạn lời. Cái hàng này vẫn có người biết kìa. Tên đặt Xiaolin vãi mà vẫn có người biết. Vâng. Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục nào. Rồi, trận này vào muộn. Vẫn là vào muộn. Biết ngay mà. Thấy full phòng này kiểu gì cũng bị dẫn trước vài mạng. Thì ai chơi? Vâng, cầm cái gậy đã khắm rồi, toàn bị dẫn trước như thế này. Á đồ, quám VIP. Rồi, chém nhau đi. Rồi, thằng nào hơn thì lại đây bố mày xử. Thế thôi. Á đồ, móc lớp mày. Đùa.
Chris hơi bị phế đấy. Rồi vâng, Chris mà không biết chơi thì nó phế lắm. Nó phế trên tay bọn này lắm. Lại đây. Lại đây con lợn này. Mày chọc cái gì ấy? Mày thông đít à? Thông đít thằng nào? Bố mày không thích đâu. Rồi. Nằm xuống đi con lợn này. Lại quán VIP. Úi ôi. Xám nhờ. Còn mình chém thằng quán VIP. Mà thằng cái thằng tự dưng chém quán VIP là mình chém nó luôn. Chết. Mà vẫn có người phát hiện. Kinh thế. Thấy là được rồi. Cần gì chất lên. Nó bơi hết vào đây nó hiếp mình thì thôi xong. Em đi ô cái pha đấy. Chém trúng người không chết. Hư cấu mày. Thích hư cấu không? Thích hư cấu không? À, à chém thường. Bọn này toàn chơi cầm cái đít chém thường nhá. Ý mày. Thôi. Ý mày. Thôi xong rồi, nó chơi chém thường. Mật dạy. Thằng khốn nạn này. Cái đít chém thường nó mắc như nhầm ạ. Bá lắm. Vì cái khoản chém thường thì nó phải gọi là quá nhanh và quá nguy hiểm rồi. Không chơi. Mày thằng này được lắm. Thằng này còn tí máu này. Đâu rồi. Ô. Ô. Của tao sao mày ăn. Con lợn này. Mày ăn của tao này. Ăn trước của tao là phải chết. Rồi double kill. Thế thôi. Đơn giản một nốt nhạc. Ê bình tĩnh xem nào. Bình tĩnh xem nào. Ô. Không chết. What the hell. Đôi lúc nó chém ảo lòi. Hay sao cái thằng Kuri VIP này. Ê, bình tĩnh xem nào. Chris. Thằng này hay thông đít người ta đây. Vâng, cầm Chris thì chỉ có thế thôi. Thông và thông. Các kiểu tư thế thông luôn. Còn thằng này thì chém thường thì không thông được. Rồi, hay lắm. Mày đuổi theo. Ô, xàm. Thằng này còn có nửa cây. Tại vì bị chém thường nó dí vào mồm. Dí vào mồm ô, nãy giờ không chém được. Này thì úi xồi mất thời gian quá. Cái bọn này cứ chạy vòng ý. Ôi thôi xong rồi. Nó chém thường hết sọt kìa. Hư cấu qua đi. 19 mạng rồi. Mất thời gian cái pha lúc nãy chạy vòng. Y như là mèo đuổi chuột. Chán thật đấy chứ. Cứ chạy vòng đéo thằng nào ăn được. Con lợn này. Úi ôi hết giờ. Thôi chắc mình sẽ kết thúc clip tại đây thôi. Tại vì nó kết thúc trước rồi. Thực sự thì thằng nào nó cầm cái gì nó chém nhanh quá. Vì mình đuổi theo không kịp. Mất thời gian nhất là những cái pha mà đi vòng. Vâng nó đi vòng như thế không thể chém vào nó được. Mất dạy. Chơi thì lao vào nhau luôn. Cứ đi vòng. Đau hết cả đầu. Vâng, bye bye mọi người.